Hôm nay tôi sẽ review cho các bác cái sợi chầm 8 ly 7 ly 108 hạt, chầm hương núi rừng, hàng thiên nhiên 100%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở cái hộp vòng này ra nhé. Các bác xem cận cảnh cái vòng chầm 7 ly 108 hạt tôi chuẩn bị giao cho khách. Hàng này thì hàng VIP rồi, nó thuộc hàng cao cấp. Các bác nhìn thấy rõ không ạ? Trong cái túi bóng này, túi bóng rất là trong. Đây, các bác nhìn cái vân dầu này. Rất là chất lượng nha. Khi mà mở cái túi này ra thì một hương thơm phảng phất dịu ngọt nó bay ra, rất là cực kỳ thơm luôn. Hít một hơi cho đã. Đã có một chiếc vòng chầm 7 ly 108 hạt ngay trước mắt đây rồi. Các bác thấy nó to, thực ra nó to nhìn gần như này thôi, nhưng mà so với cái ngón tay của tôi này nó rất là bé. Các bác thấy chưa? Đó, nó nam nữ đều quấn đeo tay được. Quấn đeo tay hoặc là đeo dây chuyền được các bác nhé. Đây các bác nhìn cái hạt của nó này so với cái ngón tay của tôi này, các bác nhìn thấy là các bác biết này. Ngón tay của tôi thì cũng khá là nhỏ thôi, không phải là tay to như xương to, mà xương của tôi là nhỏ. Đây hạt 7 ly đấy các bác nhé, 108 hạt. Cái này nam quấn được 4 vòng, nữ quấn được 5 vòng đấy. Cho các bác xem cận cảnh chi tiết nha. Các bác có nhìn rõ cái vân dầu trầm không nhỉ? Tinh dầu trầm hương nó nằm ở trong những cái sớ gỗ ấy, những cái vết đen đấy các bác, đó những cái vết đen đấy. Càng nhiều tinh dầu trầm thì nó màu nó càng đậm, và khi mà màu nó đậm rồi đấy thì nó sẽ loang ra bên ngoài. Đây các bác nhìn những cái vết loang đen đậm này, đó các bác nhìn thấy chưa, chỗ đấy nó rất là nhiều tinh dầu cho nên nó mới loang ra ngoài. Đây nữa này, đó các bác thấy chưa, đây nữa này, nó rất là nhiều tinh dầu cho nên nó loang ra. Còn đây này, đấy những cái sớ tinh dầu, sớ dầu này, những cái túi dầu, nó gọi là những cái túi dầu ở trong sớ gỗ đó các bác. Nhìn cận cảnh như này thì các bác sẽ nhìn rất là rõ cái túi dầu ở trong cái sớ gỗ có cái cây gió bầu. Cái vòng này thì tôi đang trước khi giao cho khách thì tôi sẽ làm một cái clip. Những cái hàng VIP, sản phẩm VIP như này thì tôi sẽ làm một cái clip. Còn những cái sản phẩm bình thường ở giá tầm trung thì tôi sẽ làm clip chung thôi, clip review sản phẩm thôi, chứ còn những cái sản phẩm cao cấp như này thì tôi sẽ làm một cái clip nếu mà có thời gian. Hôm nay thì tôi ra quán sớm, khoảng 1:30 tôi đã ra quán rồi. Rưỡi chiều tôi đã ra quán rồi. Tôi tranh thủ làm cái clip review cái sợi này, sau đó là đóng hàng gửi đi. Anh ở Vũng Tàu đặt hàng bên tôi và đã chuyển khoản cho tôi rồi. Anh ấy đặt một cân nhang nữa cơ, một cân nhang VIP, nhang cây ấy, và một cái vòng này. Cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ một cái shop. Cái sản phẩm này thì và cái sản phẩm nhang bên tôi độc quyền, nhang trầm hương tự nhiên, hàng rất là thơm. Hy vọng là anh dùng anh sẽ rất là ưng ý luôn, sẽ không có một cái gì để mà chê nữa. Cái sợi vòng này mùi thơm cũng như là chất lượng, càng đeo nó càng bóng lên nước đẹp nhé. Và cái nhang ấy thì nó thơm rất là dịu, nó dễ chịu cực kỳ luôn. Nhang trầm cây đấy.
gửi hàng xuống đấy thì khoảng 1 đến 2 hôm là anh đã nhận được rồi. Hôm nay gửi thì ngày mai hoặc ngày kia là anh nhận được. Bác nào mà đặt hàng hoặc là cần tư vấn thì các bác hàng VIP như này, hoặc nhang, hoặc tinh dầu, hoặc là các cái vòng đeo tay thôi, hoặc là chuỗi 108 hạt, hàng VIP, hàng bên tôi có nhiều loại lắm, nhiều mặt hàng đây các bác nhìn này. Rất là nhiều mặt hàng, đây chỉ là một phần thôi các bác nhé, một phần tôi lấy ra đây thôi, rất là nhiều mặt hàng khác nữa thì các bác ở trên kia đấy đó, thấy chưa đó, thì các bác nào mà có nhu cầu về một cái sản phẩm vòng tay trầm hương, hàng tự nhiên, hàng cao cấp, tầm trung, tầm vừa thì các bác có thể liên hệ để bên tôi tư vấn cho các bác nhé. Bên tôi sẽ tư vấn cho các bác qua tin nhắn hoặc là qua Zalo, số điện thoại 0987863250. Bên tôi sẽ tư vấn cho các bác đầy đủ các mẫu và các hàng chất lượng khác nhau. Nhiều chất lượng, nhiều loại các bác nhé. Đó. Lời cuối tôi xin cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của Mộc Hương Shop. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Các bác hãy ấn đăng ký kênh Mộc Hương ở trên YouTube cũng như là theo dõi Mộc Hương Shop ở trên Facebook để xem và tham khảo thêm nhiều những cái sản phẩm trầm hương cũng như là các loại gỗ quý như hoàng đàn này, ngọc am này, bách xanh này, tiểu diệp tử đàn này, đàn hương này, xưa đỏ này, huyết long, các cái loại gỗ như là nhai bách, bách xanh, các cái loại mộc trợ, hàng phong thủy, hộp trà, khay trà, bột trầm, bột hoàng đàn, tượng gỗ hoàng đàn, thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp Mộc Hương Shop, bên tôi sẽ tư vấn cho các bác nhé. Xin chào, cảm ơn các bác.